Xin chào tất cả các bạn nha thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook khi các bạn bị mất mật khẩu hoặc là các bạn quên mật khẩu các bạn uh, mất cái số điện thoại để các bạn nhận mã cũng như là cái Gmail mà các bạn có thể nhận được mã nha thì để thực hiện như thế nào thì trước khi vào video mình hướng dẫn các bạn hãy cho mình xin một like cũng như là đăng ký kênh nha cảm ơn tất cả các bạn ạ thì đây mình sẽ kích vào cái tài khoản Facebook của mình đây ạ cái tài khoản Facebook của mình đây nha mình sẽ ấn vào thì nó sẽ yêu cầu mình điền mật khẩu nhưng mà ở đây cái mật khẩu Facebook của mình đã quên rồi nên là mình sẽ ấn quên mật khẩu nhá các bạn kích quên mật khẩu cho mình đó thì nó sẽ yêu cầu là bạn muốn nhận mã về số điện thoại hay là cái tài khoản email này thì hiện tại nha số điện thoại cũng như là cái email này mình không còn đăng nhập được nên là mình sẽ không thể nhận mã được thì ở đây các bạn hãy kích cho mình vào cái dòng chữ xanh đó là bạn không thể truy cập email và số điện thoại này còn cái trường hợp nha bạn nào mà vẫn còn cái số điện thoại hoặc là cái email ở đây để các bạn nhận mã thì các bạn có thể tích vào sau đó các bạn ấn tiếp tục để các bạn nhận mã nha còn ở đây bạn nào không có thì các bạn hãy kích như mình hướng dẫn đây các bạn kích cho mình vào bạn không truy cập được email đây bạn kích vô thì nó sẽ yêu cầu là cố đăng nhập lại thì ở đây nha các bạn hãy kích là tôi không thể truy cập vào email các bạn kích vô cho mình đó thì nó sẽ cho các bạn là điền cái địa chỉ email mới thì các bạn hãy điền cho mình một cái địa chỉ email mới vào đây để các bạn có thể nhận mã về cái địa chỉ email này sau đó nha khi các bạn nhận mã ở đây mình sẽ copy mình dán xuống được các bạn nha các bạn điền cái địa chỉ gmail này thì sau Facebook khôi phục cái tài khoản cho phép các bạn đặt lại mật khẩu thì nó sẽ gửi về cái địa chỉ Gmail này nên là các bạn yêu cầu là nhập cái Gmail mà các bạn có thể là đăng nhập được vào thì các bạn hãy nhập nha khi các bạn đã đăng nhập xong các bạn ấn tiếp tục cho mình rồi các bạn kích tiếp tục đó thì ở đây nó sẽ yêu cầu là tôi không thể đăng nhập thì các bạn hãy kích cho mình điền cho mình cái họ tên cái tài khoản vào đây nha đó các bạn điền cho mình cái họ tên sau đó các bạn kích cho mình dòng chữ xanh đó là tải giấy tờ tùy thân lên bạn kích vô đó thì ở đây nó sẽ cho phép các bạn chọn loại giấy tờ tùy thân tải lên thì nó sẽ có bao gồm là hộ chiếu này, giấy phép lái xe này, chứng minh nhân dân thì các bạn nào chụp cái ảnh của cái nào thì các bạn chọn cái đó nha ở đây mình sẽ chụp ảnh chứng minh nhân dân mình sẽ tích vào ô tròn chứng minh nhân dân còn bạn nào ở trên thì các bạn tích ở trên Yêu cầu là các bạn chụp cái ảnh mặt trước của cái giấy tờ của các bạn nha. Sau đó các bạn ấn tiếp ở đây cho mình. Đó thì các bạn kích vào tải giấy tờ tùy thân lên. Đây mình sẽ kích vào. đó mình sẽ tải cái giấy tờ tùy thân của mình lên nha. Đó khi các bạn đã uh, chọn được cái ảnh mặt trước của cái giấy tờ tùy thân của các bạn thì các bạn hãy ấn tiếp tục cho mình. Đó thì khi các bạn đã tải cái thông tin của các bạn lên thì bây giờ nha. Khi các bạn đã xem xét đầy đủ xong, các bạn ấn gửi cho mình nha. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn... Để các bạn tải cái giấy tờ tùy thân nha. Đây, nó sẽ thông báo là cảm ơn bạn đã liên hệ với Facebook. Bạn sẽ sớm nhận được lại email trả lời nha. Rồi khi các bạn đã gửi cái xác nhận cho Facebook rồi thì nha, Facebook nó sẽ gửi cho các bạn một cái địa chỉ về cái tài khoản gmail mà các bạn thêm đây. Đây là cái địa chỉ mà Facebook gửi nha. Mình sẽ kích vào mình sẽ kích vào cái thư đó thì facebook nó sẽ thông báo là bước cuối cùng để đăng nhập vào cái tài khoản facebook của các bạn nha đây các bạn nhìn thấy chưa xin chào tên cái tài khoản mình cấp này cảm ơn bạn đã xác nhận danh tính để đăng nhập vào cái tài khoản facebook bạn cần đặt lại mật khẩu vui lòng và làm việc đó càng sớm càng tốt email này sẽ hết hạn và chỉ dùng được một lần trước khi đặt mật khẩu hãy đảm bảo rằng bạn không thể đăng nhập bất cứ cái tài khoản facebook nào khác trên thiết bị này nha thì đây các bạn nhìn thấy chưa ạ thì các bạn hãy kích cho mình vào cái dòng chữ đó là đặt lại mật khẩu ở đây nha các bạn kích vô khi các bạn kích vô và các bạn đặt lại cái mật khẩu cái tài khoản Facebook của các bạn nha thì đồng nghĩa với việc là các bạn đã khôi phục cũng như là các bạn đã lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn nha thì đây các bạn hãy điền cho mình cái mật khẩu mới vào đây nó sẽ yêu cầu là các bạn hãy đặt lại cái mật khẩu thì các bạn hãy điền cho mình mật khẩu mới nha rồi khi các bạn đã điền được cái mật khẩu xong, thì các bạn hãy ấn chữ đặt lại ở đây cho mình. Bạn kích vô đặt lại. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ngay lập tức là khi các bạn đặt lại cái tài cái mật khẩu của cái tài khoản Facebook này nha. Đây, các bạn nhìn này, Bùi Văn Khánh, bạn hãy bảo vệ cái tài khoản Facebook của các bạn thì các bạn ấn tiếp tục nha. Nghĩa là khi các bạn đã làm được như vậy rồi nha, các bạn đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái tài khoản Facebook của mình ngay lập tức đã được lấy về nha. Mặc dù mình không nhớ mật khẩu cũng như là cái địa chỉ số điện thoại của cái tài khoản này nhưng mà mình vừa gửi xác nhận với Facebook xong thì Facebook nó đã mở ra cho mình nha. Thì các bạn hãy thực hiện như mình để các bạn có thể lấy lại được cái tài khoản Facebook của các bạn ạ. Thì video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn. Hãy cho mình xin một like cũng như là đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Chào các bạn.